Vâng thưa quý vị, liên quan đến vụ việc hai bé gái quốc tịch Mỹ bị bắt cóc tống tiền tại thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự bà Trương Thanh Hương 50 tuổi, Việt kiều Mỹ với cáo buộc chủ mưu đòi chuộc 50.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên là tại cơ quan điều tra thì người phụ nữ này đã thừa nhận là tham gia việc bắt cóc hai bé gái theo sự điều khiển của cha ruột các nạn nhân vì cha của các bé đang kẹt tiền, biết bà nội rất thương hai cháu nên ông ta đã giàn cảnh để bà đưa tiền chuộc. Rồi, đi đi, 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 đi. Theo bà Hương thì ông Trần Hoàng nhờ bà dựng vở kịch bắt cóc hai con gái để mẹ mình sốt ruột phải đưa 50.000 đô tiền chuộc. Ông Hoàng cam đoan vụ việc sẽ thành công bởi mẹ ông có tiền, lại rất thương hai cháu nội. Ngày 7 tháng 3 thì nhiều người được huy động tham gia màn kịch bắt cóc hai con gái ông Hoàng. Trong đó nữ giúp việc 15 tuổi có nhiệm vụ đón các bé từ trường. Bà Hương đã thuê sẵn tài xế xe ôm đến đón đưa về nhà trọ của mình ở quận Bình Tân. Tiếp đó Dung sẽ quay video các bé gái đòi về nhà do nhớ bà nội để chuyển về cho mẹ của ông Hoàng xem. Trong lúc này thì nữ Việt Kiều cùng với cha hai bé gái đến trình báo công an. Sau gần 2 ngày lực lượng chức năng tìm thấy hai bé gái đang ở cùng Dung tại phòng trọ của bà Hương cơ quan điều tra thì ông Trần Hoàng 45 tuổi từng kinh doanh nhà hàng, ông có con trai 15 tuổi với người vợ đầu, hai bé gái là con chung với người vợ thứ hai nhưng họ cũng đã ly dị. Còn về phía bà Trương Thanh Hương 50 tuổi quốc tịch Mỹ cũng được hơn 40 năm và là chị họ người vợ trước của ông Hoàng. Từ mối quan hệ này thì bà được mẹ ông Hoàng nhờ đứng ra lo quốc tịch cho hai cháu gái 5 và 7 tuổi của mình. Thời gian qua thì bà Hương liên quan đến một vụ án tại Mỹ và đang bị nhà chức trách nước sở tại mở cuộc điều tra. Sơ phiền phức thì bà lánh mặt về Việt Nam và tá túc tại nhà của mẹ ông Hoàng. Và lợi dụng sơ hở này, ông Hoàng đã dụ dỗ bà Hương thực hiện phi vụ bắt cóc chính con gái ruột của mình.